Pháo binh Nga đã phá hủy một kho đạn chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2 tháng 6. Một cuộc tấn công đã được tiến hành vào hôm nay nhằm vào kho đạn dược của một trong những đơn vị của Lữ đoàn Phòng thủ Mặt đất 124 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nằm trong nhà máy Silikat thuộc thành phố Kherson. Nhà máy này có kho chứa khoảng 5 tấn đạn dược, nguồn tin trên cho hay. Theo người này, các tên lửa sử dụng cho bệ phóng tên lửa phóng loạt Okha, lựu pháo 30D cỡ nòng 122mm, đạn pháo và đạn dược cho các hệ thống pháo do nước ngoài sản xuất của Ukraine đã bị phá hủy. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không nhằm vào các địa điểm quân sự quan trọng của Ukraine và tuyên bố tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.